để góp phần giúp người dân hạn chế tối đa phòng chống dịch COVID-19. Công ty cổ phần đầu tư Tuấn Tú đã phân phối ra thị trường kính chống giọt bắn 3A. Kính tác dụng như một lá chắn ngăn không cho virus tiếp xúc với mồm, mũi và mắt của người đối diện, có tác dụng phòng ngừa lây lan của dịch bệnh. Điều tiện lợi, ưu việt của loại kính này là sau khi sử dụng xong, có thể tháo ra tiến hành lau chùi, khử khuẩn để tái sử dụng nhiều lần. Kính chống giọt bắn 3A đã trở thành vật dụng không thể thiếu đối với các y bác sĩ, cán bộ công nhân viên, giáo viên, nhân viên văn phòng, thậm chí đối với tiểu thương buôn bán, dịch vụ vận tải chuyên chở người và hàng hóa bằng hình thức xe gắn máy. Đặc biệt, kính chống giọt bắn được sử dụng trong các chương trình truyền hình để phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà vẫn thể hiện sự sang trọng, thanh lịch. Kính chống giọt bắn 3A đã được toàn dân tin và sử dụng rộng rãi. Khi sử dụng, người đeo sẽ được bảo vệ an toàn ở mức cao hơn, có thể tự tin ra đường hoặc giao tiếp nơi đông người. Kính chống giọt bắn được sử dụng công nghệ mới của UVEC với lớp anti-fog chống đọng xương, chống bụi, chống các tia UV, UB, vi khuẩn một cách tối đa. Kính chống giọt bắn 3A làm từ chất liệu polycarbonate nhựa trong suất cao cấp, mang lại cảm giác như thật và thời trang. Với thiết kế nhỏ gọn, giúp người dùng đeo vừa vặn, thoải mái làm việc, đi du lịch, vận động thể thao, đi chợ hoặc đi xe máy mà không bị vướng bận. Với kiểu dáng cong thời trang, ôm che toàn bộ khuôn mặt, không bị thừa quá nhiều như các loại khác, mà đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.